Đầu tiên có thể là hỗ trợ cấp ẩm cho làn da này, rồi kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn này, thu nhỏ lỗ chân lông này, khôi phục hàng rào bảo vệ da này và làm sáng da vô cùng tốt. Có rất là nhiều các loại serum trên thị trường với công dụng có thể là cấp ẩm cho làn da này, chống lão hóa hay là làm sáng da. Nhưng nếu chị em mình mong muốn làm sáng da thì những loại serum Hương chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ làm tác dụng rất là tốt, hỗ trợ chúng ta là da đều màu hơn, làm sáng da, trị nám da và trị tàn nhang. Có rất là nhiều chị em mình đầu tư những sản phẩm serum vô cùng đắt tiền. Tuy nhiên là cái hiệu quả làm sáng da của chúng ta không rõ rệt. Đó là bởi vì chúng ta còn chưa biết trong cái serum đó của chúng ta có những thành phần gì và những thành phần đó ở nồng độ bao nhiêu, có thực sự phù hợp với làn da của chúng ta hay không. Vậy thì chị em mình hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video để biết rằng là chúng ta nên lựa chọn cái thành phần serum nào nhé. Ngoài ra chị em đang sử dụng serum của hãng nào và công dụng ở trên da phát huy tốt như thế nào, mình có thể comment chia sẻ phía dưới. Hoặc chúng ta có bất kỳ những cái gì quá khó khăn hay là muốn cá nhân hóa về từng cái routine chăm sóc da, mình có thể liên hệ trực tiếp qua fanpage của Hương nha. Và đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Tại sao lại là các loại serum để làm sáng da và trắng da? Đầu tiên là serum có cái kết cấu phân tử nó nhỏ hơn này và dễ dàng len lỏi vào sâu bên trong làn da chúng ta tốt hơn các loại kem dưỡng rất là nhiều. Vì vậy cái hiệu quả đem lại sẽ cao hơn. Từ thứ hai là serum thì sẽ thường là được tinh chế với những cái nồng độ nó phù hợp với từng tình trạng da. Vì vậy khả năng chúng ta để điều trị hay xử lý thì serum sẽ ưu việt hơn các loại kem dưỡng rất là nhiều. Một điều thứ ba Hương rất yêu thích serum là cái khả năng mà bít tắc ở trên da nó xảy ra ít thôi. Vì thông thường phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ thường có làn da dầu hay là lỗ chân lông to, và khi chúng ta dùng các loại kem dưỡng chẳng hạn ấy, mặc dù có thành phần tương tự như vậy nhưng khả năng khiến chúng ta bít tắc sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Do vậy có rất là nhiều chị em mặc dù chúng ta trị nám da, trị tàn nhang nhưng mà sau đó chúng ta lại bị nổi mụn, đó chính là do những sản phẩm kem dưỡng kết cấu vô cùng đặc và bí. Sản phẩm đầu tiên Hương muốn chia sẻ đến chị em, cái serum này thì làm sáng da vô cùng vượt trội, có thể nói là xếp vào những cái dòng serum làm sáng da tốt nhất. Tuy nhiên những cái tác dụng phụ đem lại khi chúng ta sử dụng trên làn da lại vô cùng ít, đó chính là serum có chứa avotin. Có thể ngày xưa cách đây khoảng tầm 1 vài năm ấy thì cái xu hướng của chúng ta là sử dụng cái hydroquinone đúng không, để làm sáng da, nhưng cái đó nó vô cùng là nhiều tác dụng phụ. Ngoài ra sau khi sử dụng xong thì rất nhiều chị em gặp tình trạng là bị rụng nhiều sắc tố, tức là da bị đen trở lại như cũ. Còn đối với thành phần avotin này thì khả năng làm sáng da ngang ngửa với cái hydroquinone, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được lâu dài. Ngoài ra khả năng làm sáng cũng vượt trội hơn rất là nhiều, chúng còn hỗ trợ chúng ta là chống lão hóa cho làn da. Đối với avotin thì sẽ có hai dạng là alpha avotin và cái beta avotin, thì ở đây cái alpha avotin sẽ làm nhiệm vụ làm sáng da tốt hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì cái nồng độ chúng ta nên lựa chọn và sử dụng lâu dài là avotin khoảng tầm 2% là hợp lý chị em nha. Còn ở những nồng độ cao hơn thì chúng ta có thể kết hợp sử dụng trong một cái thời gian ngắn, sau đó chúng ta có thể giảm liều hay là ngắt liều để chuyển sang dạng avotin khoảng tầm 2% duy trì thì tốt hơn. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều cái sản phẩm có chứa avotin, chị em chúng ta có thể tham khảo như là serum C mix avotin của nhà Obagi rất nổi tiếng này, hay là serum C mix avotin của nhà Pratasa, hay là avotin alpha của nhà Mona Farina này. Sản phẩm serum thứ hai Hương muốn chia sẻ đến chị em là serum có chứa vitamin C. Có khá nhiều lời tranh cãi đưa ra rằng là cái C này làm trắng da rất là kém, rất là chậm. Vậy thì tại sao lại đưa chúng vào trong cái việc là trị nám da, trị tàn nhang hay làm sáng da? Tất nhiên là vitamin C làm trắng da rất là chậm. Tuy nhiên cái tác dụng của chúng là gì? Thứ nhất này, khiến da chúng ta khỏe hơn, đẩy lùi cái gốc tự do ở trên làn da, bảo vệ làn da của chúng ta tốt hơn. Hầu hết các yếu tố gây ra tình trạng sạm nám hay đốm nâu ở trên làn da chúng ta đều là do tia UV và ánh nắng mặt trời. Nếu chị em chúng ta sử dụng cái serum vitamin C đủ dài và nhất là chúng ta sử dụng vào buổi sáng kết hợp trước cái bước kem chống nắng ấy, thì da chúng ta sẽ được bảo vệ hơn rất là nhiều lần. Vì thế khi da được bảo vệ hơn, tất nhiên là da sẽ giảm tình trạng sạm nám hơn. Ngoài ra cái vitamin C còn hỗ trợ chúng ta là tăng sinh collagen này, tăng sức đề kháng cho làn da. Vậy thì chị em nghĩ xem, một cái làn da vừa khỏe hơn lại vừa được bảo vệ tốt hơn thì chắc chắn rằng chúng sẽ sáng hơn rất là nhiều, khả năng hấp thu dưỡng chất sẽ tốt hơn rất là nhiều, giảm các tình trạng là nám hay đốm nâu ở trên da đúng không? Vitamin C hiện nay trên thị trường thì có khá là nhiều dòng, khá là nhiều hãng. Tuy nhiên chúng ta hãy nên lựa chọn là vitamin C có chữ là LAA hay là L-ascorbic acid. Đây là một cái dạng nguyên bản của C và chúng sẽ có khả năng phát huy tác dụng tốt nhất ở trên làn da. Một số dòng serum vitamin C Hương có thể chia sẻ với chị em, ví dụ như là vitamin C của nhà SkinCeutical này. Cái này thì giá thành hơi cao nhưng khả năng làm phát huy tác dụng tốt ở trên da khá là ổn. Tiếp theo là serum C của nhà Obagi này, hay là serum C của nhà Pratasa, hay là serum C của nhà Polachoy. Cái nồng độ chúng ta nên lựa chọn thích hợp là đâu đó khoảng tầm 10% là đã hợp lý rồi chị em nhá. Còn những cái nồng độ cao hơn khoảng tầm 15% hay là 20% thì cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên sẽ cần trên một cái số vấn đề da thôi và cần có sự theo dõi thật là kỹ lưỡng. Loại serum thứ ba là một serum đa công dụng và Hương tin chắc rằng rất là nhiều chị em thích loại serum này. Và trước khi bước vào tìm hiểu loại serum này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới chị em nha. Loại serum này có tên là cái Niacinamide. Niacinamide biết đến với một cái serum đa công dụng.
Đầu tiên có thể là hỗ trợ cấp ẩm cho làn da này, rồi kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn này, thu nhỏ lỗ chân lông này, khôi phục hàng rào bảo vệ da này và làm sáng da vô cùng tốt. Ở cái nồng độ khoảng tầm là 2-5%, khoảng 8% thì niacinamide sẽ hỗ trợ chúng ta là cấp ẩm cho làn da này, kháng viêm này và hỗ trợ kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn. Còn ở những cái nồng độ cao hơn khoảng tầm 10% ấy, thì niacinamide sẽ làm sáng da khá là ổn. Ngoài ra một chị em nào đó có tình trạng sạm nám nó đậm hơn này, tức là các cái vùng nám ở vùng má này, thì có thể sử dụng cái cho từng vùng, từ vùng má này sử dụng cái niacinamide khoảng tầm 20% để xử lý tình trạng sạm nám. Tuy nhiên ấy, thì nếu như ở sử dụng cái nồng độ quá cao như vậy, chúng ta cần phải có sự theo dõi kỹ lưỡng. Còn thông thường cái nồng độ 10% là cái nồng độ mà Hương thường xuyên chia sẻ với chị em. Chúng ta có thể sử dụng cả buổi sáng hoặc là buổi tối hay là cả sáng và tối. Chúng sẽ đem lại cái thứ nhất này, hàng rào bảo vệ da chúng ta sẽ khỏe hơn, và thứ hai là sáng làm đều màu da khá là ổn. Một số dòng niacinamide Hương thường chia sẻ đến chị em, thứ nhất là niacinamide của nhà Paracho này, có hai cái chai là 10% và 20% đúng không? Tiếp theo là niacinamide của nhà Pretasa hay là niacinamide của nhà Asap. Sản phẩm tiếp theo hỗ trợ loại bỏ tình trạng sạm nám hay là da xỉn màu đốm nâu ở trên da chính là các serum có chứa AHA. Vậy thì AHA là gì? AHA là một cái thành phần tẩy tế bào chết hóa học, và tác dụng của chúng chính là làm đứt gãy những cái liên kết ở những cái tế bào già cỗi ở trên da, từ đó loại bỏ tế bào già cỗi này, khiến loại bỏ tình trạng các đốm nâu ở trên da này. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ là tăng sinh collagen. Vậy thì khi dùng AHA một thời gian đủ dài thì da chúng ta sẽ vừa căng mịn hơn này, giảm các tình trạng đốm nâu ở trên da. Ngoài ra khả năng hấp thụ các serum, sản phẩm dưỡng chất khác vào da chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì chúng không còn một cái gì đó để ngăn cản cái sự hấp thụ này nữa. Đối với AHA trên thị trường hiện nay có khá là nhiều nồng độ. Tuy nhiên là chúng ta mà dùng để loại bỏ tế bào chết và dùng đều đặn ấy, thì chúng ta sẽ nên lựa chọn nồng độ khoảng tầm là 5-8%. AHA này có rất là nhiều các nhãn sản phẩm có thể tham khảo, ví như là AHA của nhà Neostrata này. Tuy nhiên cái sản phẩm này thì Hương đã chia sẻ một cái review khá là gần đây, chúng sẽ có chứa cồn và khá là mạnh, sẽ phù hợp tình trạng da nào khỏe thôi. Chị em có thể tham khảo là AHA của nhà Paula Choi này hay là AHA của nhà Mona. Một loại serum cuối cùng đó chính là serum có chứa tranexamic acid. Ở một cái buổi hội thảo gần đây, khi mà Hương được đi và nghe các cái bác sĩ hay là chuyên gia đầu ngành chia sẻ, thì cái tranexamic 3% được ứng dụng vào việc xử lý tình trạng nám da hay đốm nâu trên da nó vô cùng tốt. Cái tranexamic acid này cũng có khả năng làm sáng da tương tự với cái hydroquinone, có nghĩa là hiện nay mọi cái điều trị và các vấn đề bôi thoa trên da sẽ tương đương với việc là làm sao để có thể vừa làm sáng da được tốt nhất, tuy nhiên cái tác dụng phụ trên da sẽ giảm đi, và thứ ba là cái quá trình chúng ta bôi thoa nó sẽ giảm thiểu đi, không tốn quá là nhiều thời gian của chị em. Thì đây cái tranexamic nồng độ khoảng tầm 3% được đưa vào ứng dụng khá là ổn, và khi sử dụng cái tranexamic thì một cái thời gian ấy, thì đốm nâu trên da cũng sẽ mất đi khá là nhanh. Ngoài ra thì da chúng ta sẽ có cái trạng thái là căng mượt đủ ẩm hơn, bởi vì chúng sẽ có hỗ trợ là chống lão hóa cho làn da chúng ta khá là ổn. Một số cái sản phẩm có chứa tranexamic acid, ví dụ như là của nhà ZO Skin Health này khá là nổi tiếng này, hay là của cái Iruma này. Cái thành phần này Hương đã chia sẻ một cái video, một cái sản phẩm này review khá là kỹ rồi, hay có thể có tranexamic acid của nhà Paula Choi. Và khi sử dụng các loại serum ở phía trên, chị em hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ nên kết hợp tối thiểu là hai loại serum ở phía trên nhá, trong một cái chu trình skin care. Còn những tình trạng da nào khỏe hơn mà chúng ta đã quen với việc sử dụng rồi, có thể kết hợp là ba loại serum. Thì kết hợp từ 2-3 loại như thế này, da chúng ta sẽ nhanh đạt được cái trạng thái trắng sáng hơn, đẩy lùi được các vấn đề như là tình trạng đốm nâu hay là sạm nám ở trên da. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.